không, em còn một chiếc. Bây giờ em sang xe lên cầu Mỹ Thuận thì xe không có vô đây được á. Mình hãy không cho tất cả các xe vô thành phố Vĩnh Long, chỉ có chờ xe trong tỉnh đi thôi ha. Đó, ngon. Giờ lên thêm một chiếc nữa nha các bác nha. Cái máy này cũng nhận hợp đồng qua online ha, đi Ngọc Lạc của Thanh Hóa. Thì bây giờ bắt đầu chạy xuống là bảo dưỡng cho khách. Thì bây giờ đang dịch đó cho nên anh em tại công ty thì ngủ tại công ty luôn, nên cũng có một số anh em bị cách ly hết trơn hả. Rồi chỉ còn phân nửa thợ thôi, còn lại là ngủ đây hết ha, cho an tâm làm. Thì em làm cũng hơi lâu nha, bây giờ em thiếu thợ. Cái cốp nó mở ra, đóng lên được rồi. Trời ơi, sát rồi. À, nó không có gài vô. Sáng các bác nha, cái máy này bên đây thì đã mở ra hàm bọng rồi ha. Đó, giờ tụi em đang chuẩn bị làm bảo dưỡng. Đây. Đây, bên đây là một ngày nữa có cái máy Thanh Hóa thì đã gã hộp số ra ha. Giờ bắt đầu bảo dưỡng chống sét kỹ, làm lại giặt vài thứ đó. Sét ghê lắm, này tôi sẽ làm lại hết ha. Đây vậy, mở ra sét bắp hết trơn. Đây là một ngày nữa là có cái máy Thanh Hóa nha. Thì máy này em giờ em đã làm dần chân xong hết rồi, sạch sẽ, còn gắn lăn rồi xong. Anh em nhìn thấy đây là lớp sơn thứ hai rồi đó, còn một lớp sơn nữa nha, một sơn bóng nữa là đủ quy trình của nó. Để chạy chống sát kỹ được cũng ngon. Chào anh em nha, đây là máy bữa nay đã gấp, đang gấp số lại, dàn chân rồi cũng đã làm hết trơn hết đó, ngon lành. Rồi bây giờ đang trong quá trình hoàn thiện gấp đồ vô xe thì cũng đang vô, sẽ kiếm xe sớm nhất. Chuẩn bị gì làm hết đây nha các bác. Rồi chào buổi sáng các bác nha, cái máy này giờ xong rồi, tụi em đã gấp lại hoàn chỉnh hết luôn rồi đó. Giờ đem ra trước rửa, rồi sau đó là có thể tiến hành đặt xe giao máy. Thì đang trong cách ly cho nên xe đặt hơi khó nha. Rồi máy này về Thanh Hóa nha, thì máy đã làm xong rồi đó. Rồi bên đây về đến 6 chiếc ha. Thì cái này là máy Thái 100% 1747. Thì chút nữa anh em xuống mình sẽ quay chi tiết một chiếc cho anh em xem nha. Rồi quay sơ sơ trước ha. Thì có phụ tùng kèm theo, có gì mình sẽ thay vô máy luôn. Đây cũng vậy. Rồi đây là cái khu vực mà mình làm bảo dưỡng máy cho khách nha các bác. Thì ra đây thì các máy các bác mua sẽ được làm bảo dưỡng miễn phí ha. Sơn đồng là miễn phí toàn bộ, phụ tùng thì mình có tặng kèm theo á. Đây, cái sơn cũng là khu của máy cài nữa. Cũng như mấy chiếc này đang làm đây. Rồi, chiếc này cũng đang gã hết ra. Chiếc này gã nhiều nữa đây nè. Này là đại tu luôn á. Này chiếc này giờ đang làm hộp số ha. Gã ra làm miễn phí ha. Cái khu vực này kia là khu vực chuyên bày máy ha anh em. Đó. Anh em có lựa máy thoải mái nha. Rồi, cảm ơn.